Một chất bột trắng được tìm thấy trong Nhà Trắng hôm 2 tháng 7 đã được xác định là cocaine. Đó là xác nhận của một nguồn tin giấu tên với hãng tin Reuters hôm 4 tháng 7. Chất bột được phát hiện hôm 2 tháng 7 trong không gian làm việc ở cánh Tây. Đây là khu phức hợp gồm nơi ở của Tổng thống Mỹ, phòng bầu dục, phòng nội các, khu vực báo chí, văn phòng và không gian làm việc cho nhân viên của Tổng thống. Hàng trăm người làm việc và thường xuyên đi qua khu vực này. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden không có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm đó. Trong một tuyên bố qua email, người phát ngôn của cơ quan mật vụ xác nhận đã phát hiện vật lạ trong Nhà Trắng hôm 2 tháng 7. Một nguồn tin thứ hai nói với Reuters rằng chất này được tìm thấy trong một cuộc rà soát định kỳ của mật vụ Mỹ và sau đó được xác định là cocaine. Theo email của mật vụ Mỹ, một cuộc điều tra về nguyên nhân và cách thức chất này xuất hiện trong Nhà Trắng đang được tiến hành. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.